Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến các chị yêu một mẫu thiết kế mới nhất vô cùng đẳng cấp. Mẫu đầm này em sẽ có size đến tận 70kg cho các chị luôn ha. Các chị nhìn kiểu dáng thiết kế rất là sang luôn, đúng không ạ các chị? Đây các chị ơi, hãy cùng em ngắm nhìn form dáng ha. Mẫu đầm này bên em sẽ thiết kế với một dáng đầm dạ hội và phối đuôi cá bên dưới, giúp các chị di chuyển dễ dàng và tôn dáng hơn khi mặc. Mẫu sẽ được sử dụng với chất liệu vải là lụa thun u mì cao cấp, một nền vải rất là mềm, mịn và đặc biệt là không nhăn cho em. Mẫu thiết kế này bên em sẽ làm cho mình với dáng cổ tròn rất là dễ mặc. Phần trên em sẽ đính những viên đá kim sa, đá pha lê và kèm theo đó là những viên đá khác nhau xen kẽ, được đính thủ công bằng tay rất tỉ mỉ và sắc sảo. Kiểu dáng kích đá tạo thành hình họa tiết kim cong vô cùng lạ mắt và tạo thêm điểm nhấn cho em đầm này nha các chị ơi. Phần tay bên em sẽ thiết kế là dáng tay lửng và phần cầu vai xếp ly, tạo độ phồng che gọn phần khuyết điểm bắt tay rất là tốt. Kiểu dáng thiết kế đầm tôn dáng kết hợp với những tông màu nịnh da sẽ làm thêm phần nổi bật hơn khi diện lên em đầm này nhé các chị. Mà sản phẩm này các chị yêu sở hữu về tay chỉ với mức giá là 920.000. Mẫu đã có mặt sẵn tại cửa hàng, địa chỉ là D6-6A, đường Nguyễn Thị Tú, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.